Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 5 tháng 6 là Ngày Môi trường Thế giới. Năm nay với chủ đề cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững, nhằm kêu gọi mọi người hãy bảo vệ trái đất bằng những hành động thiết thực trong tiêu dùng, hạn chế môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái hiện nay. Giỏ sách, bao bì. Những đồ dùng quen thuộc với chị Phạm Thị Kim Khuê ở phường 5 thành phố Đà Lạt mỗi lần đi chợ. Theo chị Khuê, việc sử dụng giỏ sách làm bằng bao bì để đựng thực phẩm sẽ góp phần hạn chế xả các loại chất thải ra môi trường. Mình là người tiêu dùng cho nên là mình cảm thấy rằng là nếu như dùng túi như thế này thì nó sẽ rất là tiện dụng và nó không ảnh hưởng đến môi trường. Túi ni lông thì nó phân hủy nó lâu, mà dùng cái này thì nó dùng được nhiều lần, nó sẽ tiện mà là tiết kiệm cho bản thân và cho xã hội nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được việc bảo vệ môi trường như chị Khuê. Bởi theo thống kê hiện nay, bình quân mỗi ngày trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung đã xử lý và thu gom trên 1.000 tấn rác sinh hoạt. Mặc dù vậy, nỗ lực của các đơn vị chức năng cũng chưa xử lý hết được lượng rác, bởi nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của người dân là rất lớn. Bên cạnh đó, lượng rác thải trong sản xuất nông nghiệp, phế phẩm từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, rác thải công nghiệp, y tế cũng đang gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Khó khăn hiện nay ở Lâm Đồng là bãi xử lý rác thải, ngoài ở xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, huyện Di Linh, đang được xã hội hóa đầu tư mới, thì các địa phương còn lại, nhiều bãi rác đã quá tải, nhất là huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Trong quá trình thực hiện của chúng tôi cũng gặp một số cái khó khăn. Thứ nhất là cái ý thức của người dân là hiện nay là còn hạn chế trong cái công tác mà phối hợp với chúng tôi thì trong cái nhiệm vụ thu gom là bỏ rác là nhiều hộ là bỏ không đúng nơi quy định, là nhiều cái hộ là không ký hợp đồng với chúng tôi để thực hiện cái việc mà thu gom rác. Bên cạnh đó là hiện nay là cái bãi rác của bờ rẽ chúng tôi là đã được ủy ban tỉnh là công bố đây là bãi rác là nguy hại đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên là đến nay là chúng tôi là chưa có cái nguồn kinh phí để mà đầu tư bãi rác mới. Theo đánh giá của UNEB, hệ sinh thái trên trái đất đang dần tiến tới mức suy thoái hoặc bị biến đổi. Nguyên nhân là do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế không bền vững. Theo các nhà khoa học, dự đoán đến năm 2050, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ diễn ra ngày càng nghiêm trọng và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân loại. Chính vì vậy, Ngày Môi trường Thế giới năm 2015 với chủ đề Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững, nhằm kêu gọi mọi người hãy bảo vệ trái đất bằng những hành động thiết thực trong tiêu dùng, hạn chế môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái. Thế giới đang tiêu dùng rất là lớn và cái sử dụng tài nguyên thiên nhiên vào cái việc sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ cho tiêu dùng của con người đang sống trên hành tinh này ngày càng rất là lớn. Từ tài nguyên đất, tài nguyên nước cho đến tài nguyên khoáng sản và các cái loại tài nguyên khác thì để sử dụng vào mục đích cho phát triển cũng như là tạo điều kiện cho cái hoạt động sản xuất cũng như mưu cầu hạnh phúc của con người. Nhưng cái sự sử dụng và tiêu dùng thái quá đã dẫn đến các một số tài nguyên cạn kiệt và dẫn đến tình trạng là biến đổi khí hậu ngày càng nóng hơn và có nhiều diễn biến phức tạp trong cái điều kiện tự nhiên. Cái thông điệp này nhằm mục đích kêu gọi người dân, mỗi người trong chúng ta và các doanh nghiệp, các tổ chức cùng cộng đồng trách nhiệm trong cái việc tiêu dùng sản phẩm để giảm đi cái việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên và nhằm đảm bảo cho cái các hoạt động trên hành tinh của chúng ta được đảm bảo không phải cho thế hệ hôm nay mà còn đáp ứng các nhu cầu cho thế hệ của tương lai. Ban quản lý chợ cũng đã tuyên truyền các hộ kinh doanh, nhất là trong cái việc mua bán và sử dụng các cái loại bao bì, thì hiện nay bà con cũng nên giảm bớt về cái đó, và đồng thời cái thứ hai nó là tăng cường trong công tác vệ sinh, thu gom rồi phân loại
một số tình hình chung thì sắp tới chúng tôi sẽ có cái kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ phân loại các loại rác để đảm bảo được cái vệ sinh môi trường chung của khu vực chợ. Cái việc gom rác thì hiện nay ban lý chợ chúng tôi có một cái đội vệ sinh chuyên viên thu gom rác và vận chuyển ra cái bãi tập kết, và công phối hợp với công trình đô thị sẽ vận chuyển cái rác đó đi. Thì hiện nay là chúng tôi có một cái đội là thường xuyên túc trực 24/54 này để thu gom rác bà con xả ra thì có trách nhiệm gom lại rồi phối hợp với công trình đô thị vận chuyển trong một ngày từ 2 tới 3 lần. Cùng với các ngành các cấp thì điều quan trọng hơn hết là ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tiêu dùng có trách nhiệm. Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, tạo thói quen tự giác trong tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta đang có, để cùng nhau hướng tới một môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.